Xin chào, chào mừng quay trở lại. Video lần này là chuyến đi Cát Bà 1,5 ngày của mình. Từ rất lâu rồi, khoảng 3-4 tháng trước khi bùng dịch và không đi du lịch trực tiếp được, thì mọi người hãy cùng đi du lịch qua màn ảnh nhỏ với mình nhé. 10 giờ thì bọn mình có mặt ở Phà Gót để đi từ đất liền ra đảo. May mắn là bọn mình tới nơi chỉ có phà đi luôn và đi tầm 23 phút là tới. Never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, and maybe you should stay instead of turning around. So, sau gần một tiếng đi xe thì bọn mình đã tới cổng chào Cát Bà rồi nè. Và sau đó thì bọn mình tiếp tục di chuyển đến khách sạn cách trung tâm thị trấn này khoảng 5 phút đi xe thôi. Central Backpackers Hotel. Khách sạn này thường với xây nên rất là đẹp và sạch sẽ. Mình sẽ review nhanh sảnh khách sạn cho mọi người nhé. Đập vào mắt mình sau khi rời khỏi Quầy Lễ Tân chính là chiếc view xanh mướt ở kia. À, và đến đây thì mọi người cũng phải làm khai báo y tế này. Bạn mình thì đang làm khai báo y tế, còn mình thì đã khai báo y tế xong rồi. Ở ngoài này trông rất là đẹp luôn ấy, như kiểu khu vườn bí mật ấy, có cả hồ bơi, tha hồ check-in. Cái này thì dùng chung nên là mọi người có thể thoải mái sử dụng nhé. Do đến khách sạn tầm 11-12 giờ nên bọn mình đặt luôn bữa trưa tại khách sạn. Các món ăn thì khá là đơn giản, nhưng mà do bọn mình đều rất là đói nên là đã giải quyết hết sạch sành sanh tất cả mọi thứ. Và đây sẽ là chiếc review thứ hai. Phòng của bọn mình thì ở tầng 3 nên là đi thang bộ không là vấn đề lớn. Đầu tiên thì tông màu chủ đạo của phòng là nâu cam. Nhà vệ sinh thì rất là sạch sẽ này, có khu tắm riêng luôn này. Bên ngoài thì gồm 4 chiếc giường tầng, một cái tủ đựng đồ ở phía bên trái này và một tủ đầu giường. Và quan trọng nhất đó chính là chiếc view siêu xinh này, nhìn mà mê luôn á. Đứng ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy bao quát cảnh núi rừng hùng vĩ luôn. Sau đó thì bọn mình sắp xếp đồ đạc một chút rồi nghỉ trưa để có thể nạp năng lượng cho buổi chiều. Sau khi chờ đợi mòn mỏi giữa trời nắng nóng thì bọn mình cũng tới nơi để mua vé để có thể ra đảo Castaway. Mình còn phải đợi những người khác nữa ấy, nên là phải tầm 10 đến 15 phút nữa thì bọn mình mới xuất phát. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it. Cause it can't bloom like you don't. I don't see a way around it. Cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside.
thực sự rất là đẹp luôn ấy. Nếu mà nhìn bằng mắt thật thì cảm giác còn đẹp hơn gấp vạn lần so với ở trên camera, và mình bị ngỡ ngàng bởi cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Mình thì có nhìn qua ảnh của đạo Castaway rồi, nhưng mà mình không nghĩ là bên ngoài nó lại đẹp đến như vậy. Trước đây thì đạo chủ yếu là đón khách nước ngoài là chính, nhưng mà do dịch thì đã mở cửa để đón cả khách nội địa. Khung cảnh ở đây rất là yên bình, cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Nếu như mà có cơ hội thì bạn nên đến đây thử một lần. Sau khi ổn định thì bọn mình phải tranh thủ chụp vài bức ảnh check in, vì thời gian cho phép là khoảng 45 đến 60 phút, nên là bọn mình phải rất là tranh thủ. Không thể thiếu khi đến biển đó là tắm biển. Mình xin phép không lồng tiếng phần này nhé. Used to whisper your mind after I'd start a fight, just to make sure you'd know I'm right. We're not one of a kind, but I just thought we might make it in open night. Trở lại khách sạn thì bọn mình nghỉ ngơi một chút và thay đồ để đi ăn tối. Bọn mình ăn ở quán lẩu nướng Thụy Anh theo recommend của mọi người. Ở đây thì chủ yếu là những món nướng hải sản là chính, không phải buffet mà tính theo đĩa. Đĩa thì hơi nhỏ một xíu nhưng mà ngon. Bọn mình 8 người mà ăn hết có 970.000, mà còn được chị chủ quán tặng một hộp mực xé khô. Tối hôm đấy thì bọn mình cũng chỉ mua một ít đồ ăn vặt, sau đó về phòng và nghỉ ngơi. Bữa sáng của bọn mình thì gồm có mì sandwich hoặc là bánh mì có thể ăn kèm với trứng chiên. Nhưng mà mì thì hơi nhạt một chút nên là mọi người phải cân nhắc. Và có cả bánh bao chiên, cơm rang hơi nhạt một chút. Ai ăn mặn thì có thể tự thêm. Và cuối cùng là dưa hấu để tráng miệng. Và mình đã chọn 3 món. Khi ăn sáng xong thì tầm 9 giờ bọn mình chuẩn bị xuống sân để chơi cũng như chụp ảnh. Thì trời ơi, mưa và rất buồn. Thank you.